Chúng ta cùng đến với câu vận dụng và vận dụng cao số 2 nhé, môn vật lý lớp 12. Đầu bài là tần số của âm cơ bản và hòa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để trên dây đàn có sóng dừng. Trong các hòa âm do dây đàn phát ra có hai hòa âm ứng với tần số là 2640Hz và 4400Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong khoảng từ 300Hz cho đến 800Hz. Câu hỏi đặt ra là trong vùng tần số của âm nghe được, chữ nghe, từ 16Hz cho đến 20.000 kHz thì có tối đa bao nhiêu tần số của hòa âm tính cả âm cơ bản của dây đàn này? Đó, ta giải này. Chúng ta cần nhớ rằng là trên dây đàn đó là xảy ra cái hiện tượng gì? Sóng dừng với hai đầu cố định. Đấy, đây thì vẽ tượng trưng là có 1, 2, 3, 4, 5 cái cũng sóng, tức là đây là vẽ tượng trưng thôi. Đấy. Đối với sóng dừng mà hai đầu cố định thì chiều dài của dây L sẽ bằng gì? K lần cái lambda trên 2. Điều này cũng có nghĩa là chiều dài L sẽ bằng K lần. Chúng ta biết là bước sóng lambda thì bằng 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 bằng, bằng V chia F đúng không? Trên chỗ nào có lambda chúng ta thay bằng V chia F thì sẽ được là V chia cho 2F. Và vì thế được tần số âm phát ra khi đó sẽ là K lần cái V chia cho 2L. Đây là K, K đây thì phải thuộc số tự nhiên nên là sao? Đúng không? Đấy. Đây là công thức tính tần số nhé. V là vận tốc của sóng. Trong môi trường này thì vận tốc sóng chỉ phụ thuộc vào bản chất của môi trường. Trên V được hiểu là hằng số. L là chiều dài của dây. Nó cũng được coi như là cố định. Ứng với K bằng 1. Ứng với K bằng 1 thì chúng ta có tần số F1 bằng thay K bằng 1 vào đây được V chia cho 2L và cái này được gọi là âm cơ bản. Gọi là âm cơ bản. Khi mà K nhận các cái giá trị nguyên khác như là K bằng 2 thì tương ứng với F2 bằng, K bằng 3 tương ứng với F3 bằng, vân vân. Đấy. Thì F2, F3, F4 các thứ vân vân được gọi là các hòa âm của âm cơ bản. Tức là khi K nhận giá trị bằng 1 thì chúng ta được gọi là âm cơ bản. Khi K nhận giá trị là 2, 3, 4, 5, 6 vân 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 thì chúng ta được các cái tần số F2, F3, F4 tương ứng với nó và được gọi là gì? Các cái hòa âm của âm cơ bản. Đầu bài cho chúng ta biết là có các hòa âm ứng với tần số 2640 và 4400 nhưng không biết là hòa âm ứng với K bằng bao nhiêu. Cho nên á, chúng ta cứ giả vờ là F phẩy là một hòa âm của nó tương ứng với K phẩy nhân với V chia cho 2L thì bằng 2640. Tức là không biết đây là K mấy nữa, chúng ta cứ gọi nó là cái K phẩy nào đó đi. Và một cái hòa âm nữa chúng ta tạm đặt nó là F2 phẩy thì tương ứng với nó là K2 phẩy nào đó. Không biết K2 phẩy nhận giá trị là bao nhiêu cả. Nhân với V chia cho 2 là bằng gì? 4400 Hz. Thế thì vì V và L là giữ nguyên mà. Cho nên là từ đây chúng ta với lại làm cái động tác là lấy F phẩy mà chia cho F 2 phẩy thì sẽ bằng K phẩy chia cho K 2 phẩy V trên 2L chia cho V trên 2L sẽ triệt tiêu đi bằng 2640 chia cho 4400 và bằng 6 phần 3 phần 5 3 phần 5 đấy, nó ra 0,6, tức là chúng ta quy về cái phân số tối giản là 3 chia cho 5 đúng không? Đấy là cái thứ nhất chúng ta có nhé, K chia cho K phẩy bằng 3 chia cho 5 đấy. Thế thì từ công thức trên chúng ta lại cũng có thể rút ra là F phẩy bằng K phẩy nhân với, vì K bằng 1 thì F1 bằng V trên 2L mà, cho nên là K phẩy sẽ bằng
F phẩy sẽ bằng K phẩy lần F1 và bằng 2640 Hz. F2 phẩy đồng thời cũng bằng K2 phẩy nhân với F1 cũng bằng 4400 Hz. Như vậy thì chúng ta được F1 sẽ bằng 2640 và đem chia cho K phẩy. Và ở phương trình dưới chúng ta cũng được F phẩy bằng 4400 chia cho K2 phẩy. Chúng ta lại khai thác cái dữ kiện đầu bài cho. Họ cho ta biết là âm cơ bản nằm trong khoảng từ 300 cho đến 800 Hz. Có nghĩa là F1 lớn hơn hoặc bằng 300, nhỏ hơn hoặc bằng 800 Hz. Đấy, vậy thì từ đây ta suy được này, 2640 mà chia cho K phải phải lớn hơn hoặc bằng 300 và nhỏ hơn hoặc bằng 800. Vậy ta sẽ suy ra được K phải sẽ lớn hơn hoặc bằng 2640 chia cho 800. Ta bật máy tính đi. Đấy, nếu lấy 2640 mà bấm máy tính nhé, 2640 mà chia cho 800 thì ta được đâu đó cỡ 3,3 gì đó, 3,3. Và nhỏ hơn bằng 2640 chia cho 300. 2640 mà chia cho 300 thì nó ra 8,8 mấy ấy. Thôi ta cứ lấy 8,8. Mà K thì lại thuộc số tự nhiên n sao mà. Đấy. Cho nên K phải sẽ nhận các cái giá trị là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, ta khoanh cái đánh dấu đấy này. Tương tự như vậy nhé. Vì F1 nằm trong phạm vi từ 300 cho đến 800, cho nên là chúng ta thay F1 bằng 4400 chia cho K2 phẩy. 4400 chia cho K2 phẩy. Thì lớn hơn bằng 300, nhỏ hơn bằng 800. Vậy thì K2 phẩy sẽ lớn hơn bằng 4400 chia cho 800, tức là nó ra 5,5. 5,5 mấy thôi, cứ vo tròn 5,5. Đúng không? À 5,5 tròn chứ nhỉ? 440 đúng rồi. Và nó cũng nhỏ hơn bằng 4400 chia cho 300. 4400 chia cho 300 thì nó đâu đó được 14,666666. Thôi, đi 6666. Rồi. Mà K2 phẩy cũng là số nguyên mà, nên K2 phẩy sẽ nhận các giá trị là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy, bây giờ chúng ta nhìn vào các thông tin về K và K phẩy và K2 phẩy nhé. K phẩy chia cho K2 phẩy bằng 3/5. Rồi K phẩy thì nằm trong phạm vi từ 4, 5, 6, 7, 8. K2 phẩy nằm trong phạm vi từ 6 cho đến 14. K phẩy và K2 phẩy là có số nguyên phải thỏa mãn hai cái điều này. Chúng ta đọc cái bảng ra thì chúng ta sẽ thấy rõ ngay. K đây. K phẩy đây, K2 phẩy đây. Đấy. Nó tỷ số của nó bằng 3/5. Vậy thì một thằng phải nhận mà nó nguyên nữa, một thằng là 3, thằng kia là 5. Một thằng là 6, một thằng là 10. Một thằng là 9 thì một thằng là 15. Một thằng là mấy nhỉ? Nhân 4 lên thì 12, thừa kia là 20, vân 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 vân. Đấy, vậy thì K phẩy sẽ chỉ nhận giá trị 3, 6, 9, 12. K2 phẩy là 5, 10, 15, 20, vân 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 vân. Thế nhìn vào cái khoảng của K phẩy và K2 phẩy đây thì chúng ta chọn ra là vậy thì K phẩy chỉ có thể bằng 6 và K2 phẩy lúc đó bằng gì? 10 là phù hợp, đảm bảo cái tỷ lệ của nó là bằng 3 chia cho 5 chứ không có cái cặp nào khác cả. Đấy. Nếu lấy K phải bằng 4 thì nó không nằm trong cái tập này. Như vậy thì chỉ có cái khoảng này là phù hợp. Chỉ có cái này là phù hợp. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ chọn gì? Sẽ chọn K phải bằng 6 và K2 phải lúc đó bằng 10. Nếu K phải và K2 phải nhận ra giá trị tương ứng bằng 6 bằng 10 thì có nghĩa là chúng ta được F1 bằng 4400 chia cho K2 phẩy, tức là chia cho 10 thì bằng 440 Hz. Vâng, chúng ta tìm ra được F1 bằng 440 Hz. Hoặc em lấy 2640 chia cho 6 thì cũng thế, cũng ra 4400 Hz. Âm cơ bản là
đây chúng ta lưu ý kia, âm cơ bản là 4400 Hz. Câu hỏi người ta là trong vùng nghe được từ 16 cho đến 20 kHz thì có tối bao bao nhiêu tần số của họ âm, kể cả âm cơ bản. Thì chúng ta lại nhớ lại tần số F thì bằng K lần nhân với V chia cho 2L, hay là tương ứng với tần số F bằng K lần F1. Mà F thì lại lớn hơn hoặc bằng 16 Hz, nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 kHz, 20.000 Hz, thì tương ứng với này K lần F1 tức là K nhân với 440 lớn hơn bằng 16, nhỏ hơn bằng 20.000. Thế K sẽ lớn bằng 16 phần 440, nhỏ hơn bằng 20.000 chia cho 440. Thế K lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng. Máy tính thôi. 16 mà chia cho 440 thì là bao nhiêu nhỉ? 16 mà đem chia cho 440 thì nó 0,036. 0,036. Cái phần đuôi của nó 36 36 36 thì ta không quan tâm, đúng không? Lấy 20.000 mà chia cho 440 thì được 45,45 45 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
số tự nhiên n là sao trên k có thể nhận giá trị từ 1, 2, 3, vân vân cho đến mấy? Cho đến 45 nhé. Ở đây họ bảo là tính cả âm cơ bản, tức là tính cả k bằng 1 nữa. Cho nên suy ra đáp án là tổng cộng gì? Có với câu hỏi là có bao nhiêu tần số của hòa âm tính cả âm cơ bản, tức là tính cả k bằng 1. K đây nhận 45 giá trị, kể bao gồm cả k bằng 1 mà. Cho nên chúng ta đáp án là có 45 hòa âm kể cả âm cơ bản. Kể cả âm cơ bản. Tức là đáp án là gì? 45.